lắm dư hồi trước mắt anh bây giờ là một vực thẳm buồn thảm âm. Cái sinh hoạt hàng ngày như ở như thế mình có đủ trang trải không, khi mà có chỉ có một mình anh Lợi lao động như thế này? Dạ thì cũng ráng. Thì cũng có thì thiếu rồi, con nói cha ơi hết tiền rồi, ở giá thì con cha bác hết tiền gửi về. Chị qua đây đi chị. Qua đâu hả? Chị qua xích qua bên phía bên tay phải, tay trái của chị á. Dạ dạ chị ngồi, dạ chị ngồi xuống đi. Dạ có chừng đụng dạ cái phòng nó hơi nhỏ. Dạ chào cô bác anh chị, thì quay trở lại cái clip này, qua được tìm đến cái nơi mà địa chỉ của anh Phong đang ở, người mà ở trong những cái clip trước mình đã gặp anh đang ở trên cái vỉa hè, thì dẫn tại cái căn phòng trọ này ở đối diện bến xe miền Tây, thì mình lại bắt gặp tình cờ được hoàn cảnh của anh Lợn với lại vợ của mình là chị quê quán ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Anh với chị vẫn lên Sài Gòn này mua sống bằng cái nghề là bán dạo và mang cái tiếng đàn LK của mình để góp vui cho đời, đúng không anh chị? Anh Lợn. Dạ em chào anh Lợn. Hôm nay anh năm nay anh bao nhiêu rồi anh Lợn? Dạ em 35. Anh 35. Dạ. Rồi chị. Em 43. Anh với chị nên duyên lâu chưa? Dạ mười mấy năm rồi. 15 năm. Dạ. Rồi anh với chị có con nhỏ không? Dạ ba đứa. Ba đứa à, hiện bây giờ đang ở đâu? Dạ gửi bà nội nó học. Gỡ ở quê, ở dạ. Ở huyện Chợ Mới hả? Dạ không, ở quê giờ huyện An Phú. Quê em ở An Phú, qua nó Chợ Mới. À chị An Phú của An Giang luôn hả? Dạ. Rồi anh thì ở Chợ Mới. Tình cờ cái duyên nào mà anh với chị gặp nhau? Lúc đó tụi em bán cái số. Lúc đó chị bán vé số anh Phong. Ồ anh Lợn. Cũng bán vé dạ, số luôn. Bán số. Lúc đó anh bán vé số anh đờn ca hay sao anh Lợn? Dạ bán không. Bán không hả? Dạ. Rồi anh lên Sài Gòn này lâu chưa? Dạ lên hồi em lên hai đợt. Đợt đầu thì cũng ở được mấy tháng, bây giờ lên cũng ở mấy tháng, dồn lại chắc cũng hơn năm. Ồ sao anh không ở dưới để mình làm mà mình lại lên Sài Gòn này? Dạ tại vì ở dưới quê trước em cũng đi tùm lum chỗ đó, nhưng mà em thấy ở trên đây thì nó phương tiện cũng dễ di chuyển hơn so với những chỗ khác, tại vì nó có xe công nghệ. Dạ có xe công nghệ, xe công nghệ nó đưa đi rồi nó tiện lợi, mình khỏi nhờ giả ai. Dạ. Rồi anh lên đây rồi anh làm cái công việc là gì? Dạ em bán tâm với đồ chịu nồi. Anh thường bán ở đâu? Dạ em đi đường. Thường thì anh sẽ bán ở những cái tuyến đường nào anh Lợn? Em cũng biết có mỗi nhà em đi đường. Dạ. Dạ. Còn chị? Ở nhà. Thì ở nhà để nấu cơm. Rồi về hiện nay thì chỉ có anh lao động thôi. Dạ. Chị thì ở nhà để mà nấu cơm để mà ăn uống thôi. Dạ. Cái sinh hoạt hàng ngày như ở như thế mình có đủ trang trải không, khi mà có chỉ có một mình anh Lợn lao động như thế này? Dạ thì cũng ráng. Thì cũng có thì thiếu rồi, con nói cha ơi hết tiền rồi, ở giá thì con cha bác hết tiền gửi về. Vậy là đưa bé lớn là khoảng bao nhiêu tuổi hay anh Lợn? 15 tuổi. Đứa nhỏ thì 12, đứa nhỏ nhỏ thì nó có 5. Ba bé nó sáng mắt hết không chị? Sáng hết. Sáng hết nha. Dạ, có cảm thấy thương ba mẹ mình dữ không? Có đòi đi làm giúp ba mẹ mình không? Nó nói để nó lớn lên nó sẽ cho cha nó nghỉ. Và nó nói thì nói gì người nào tới hay đi. Bao lâu thì anh với chị sẽ về thăm ba bé? Dạ tháng. Nhớ dữ không anh? Chắc nhớ dữ lắm à. Cũng ráng đi. Dạ thôi thì vì cái cuộc sống mưu sinh mà mình lên đây mình, tại vì mình ở dưới thì nó cái đồng tiền nó kiếm không có nhiều bằng ở trên đây. Nên mình thành thử ra là bắt buộc lòng phải xa con cái mình để mình lên đây mình mưu sinh. Vậy thì anh Lợn ơi, lúc mà anh biết đàn lâu chưa? Dạ em không đàn giống như anh Phong, em chủ yếu là ca là chính, đàn thì hơi dở. Anh chủ yếu là ca là chính hả? Dạ. Dạ. Rồi anh học đàn lâu không? Dạ hồi đó em học ở trường, trường em dạy nhạc. Dạ. Nhưng mà em thì không có phái nhạc, em phái cổ, em dựa trên cái nhạc mình học được thì em đờn thôi chứ em chưa không học cổ. Có nghĩa là bài bản không có nhiều giống như anh phải không? Dạ. Nhưng mà mình có được cái bù lại là có cái chất giọng. Dạ mình ca được. Các chất. Anh có thể tặng cho cô bác anh chị nghe một bài nè, ca anh vừa đàn vừa ca được hay không? Dạ được. Hôm nay thì đi lên đây bị cảm rồi cả nhà. Thời tiết nó bị dạ. Nghẹt mũi. Anh ở đâu vậy?
đâu là quê anh ở đâu? Em ở Đồng Tháp. Vậy à? Dạ. Ok, cây đàn này lâu dữ rồi. Dạ. Chưa có tiền thay đâu. Dạ, lúc đó thì mua bao nhiêu tiền? Dạ, cái đàn này em mua không, hồi trước em mua cây kia kìa. Cây kia em mua của người ta cũ Sài Gòn á. Dạ. Cái nó hư. Nó hư cái em không có chỗ sửa, cái con kia nó đổi với em cây này nè. À, khi mà anh Lợi đi làm gì nè, chị có an tâm không? Cũng hơi lo, thì nào anh về mới yên. Thường thì anh Lợi sẽ mấy giờ giờ đi và mấy giờ về, có giống như anh Phong không? Dạ giống. Y chang vậy đó. Có khi nào về gì trễ hơn không? Có. Dạ, cũng có chứ em. Có mấy lúc mà đi xa hoặc là mấy cái chỗ mà người ta nhậu, người ta yêu cầu mình ở lại hát á. Dạ. Thì hơi về hơi lâu. Thôi để em múc chờ ở đâu để chị ngồi đi, ở đâu để múc chờ. Giá người ta xuống. Anh dự định hát bài gì anh Lợi? Dạ bài đó là bài Dân Thiên Đường. Dạ. Trong tuần mùa sương ngủ trong đêm. Dạ. Ồ, quá hay luôn. Dạ. Đây nước nha. Đây các em cầm nè, em cầm ở ngoài trước nè. Dạ. Chị, em gợi nước nè. Chị ngồi đi chị, qua đây ngồi đi. Sống cho trường gian.
Quay. Rồi em cảm ơn anh.